Xin chào tất cả cô chú và các anh chị đã quay trở lại với kênh 5K TV. Rất vui khi được gặp lại cô chú và các anh chị. Tiếp tục chủ đề về hạ tầng giao thông của huyện Nhân Trạch, hôm nay 5K TV sẽ giới thiệu với cô chú anh chị về một tuyến đường vừa được đưa vào hoạt động vào ngày 20 tháng 10 mới đây. Tuyến đường này được xem là giải pháp tối ưu nhất để giảm tải lưu lượng giao thông trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và quốc lộ 51. Vậy tuyến đường đó là tuyến đường nào? Xin mời cô chú anh chị cùng theo dõi. Trong những năm gần đây, lượng phương tiện giao thông di chuyển hàng ngày trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Lâm Đồng đang ngày càng quá tải. Tình trạng kẹt xe diễn ra nghiêm trọng, kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ tại các cửa ngõ ra vào Thành phố Hồ Chí Minh và nút giao giữa quốc lộ 51 với cao tốc luôn diễn ra thường xuyên. Đặc biệt là các dịp lễ lớn như Tết hay lễ 30 tháng 4 và những ngày cuối tuần thì ở tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và nút giao với quốc lộ 51 luôn gắn liền với những hình ảnh đoàn xe nối đuôi nhau kéo dài hàng km, trở thành nỗi ám ảnh với những người tham gia giao thông trên đoạn đường này vào những ngày kể trên. Mới đây, vào ngày 20 tháng 10, công ty cổ phần đầu tư phát triển Cường Thuận IDCO đã tổ chức lễ thông xe và thu phí dự án đường 319 nối dài với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đây là thông tin rất đáng vui mừng cho các công ty, doanh nghiệp và người dân của huyện Nhân Trạch. Bởi vì kể từ ngày 20 tháng 10 đến nay, các phương tiện đều đã được lưu thông và vận chuyển hàng hóa qua lại với Thành phố Hồ Chí Minh được thuận tiện hơn rất nhiều, đồng thời giảm tải lưu lượng giao thông trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và tại nút giao quốc lộ 51. Đường 319 nối dài là dự án thành phần của tuyến đường 319 trên địa bàn huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Dự án có điểm đầu tại ngã ba Bến Cam, xã Phước Thiền, điểm cuối kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, có chiều dài gần 2,4 km, chiều rộng 16 m. Toàn tuyến đường 319 được chia làm 4 đoạn đầu tư và đã hoàn thiện toàn bộ. Đoạn 1 là từ ngã ba Bến Cam, xã Phước Thiền tới nút giao với đường Tôn Đức Thắng. Đoạn 2 từ nút giao với đường Tôn Đức Thắng đi qua đường 25C và tới nút giao với đường Trường Chinh. Đoạn 3 từ đường Trường Chinh đi qua cao tốc Bến Lức Long Thành và đi vào cảng Phước An. Và mới đây, đoạn 4 là dự án đường 319 nối dài đã được thông xe và đưa vào khai thác vào ngày 20 tháng 10 vừa rồi. Tổng vốn đầu tư toàn dự án đường 319 nối dài là hơn 961 tỷ đồng. Mức phí dịch vụ sử dụng đối với các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với nút giao với đường 319 cũng đã có bảng giá cụ thể. Xin mời cô chú anh chị cùng tham khảo. Sau 4 năm được triển khai đầu tư xây dựng, dự án đường 319 nối dài và nút giao với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã chính thức hoàn thành và đưa vào sử dụng. Dự án hình thành sẽ phát huy hiệu quả kết nối trực tiếp đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với tuyến đường 319, rút ngắn hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, đồng thời chia sẻ lưu lượng giao thông với quốc lộ 51 đang bị quá tải. Đặc biệt là dự án đường 319 sẽ tạo tiền đề quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội cho đô thị mới Nhân Trạch nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung. Tuyến đường này cũng mang ý nghĩa rất lớn cho sự phát triển logistics cho Đồng Nai, tạo cơ hội rút ngắn thời gian lưu thông, giảm chi phí vận chuyển hàng hóa cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nhân Trạch và cả tỉnh Đồng Nai. Và đó là những hình ảnh về tuyến đường 319 mà 5K TV muốn cập nhật đến tất cả cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Để không bỏ lỡ những video hữu ích, thú vị và hấp dẫn thì hãy nhấn like, đăng ký và đừng quên nhấn chuông để nhận được những thông báo khi 5K TV có tin mới. Xin chúc cho cô chú anh chị và gia đình có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và cùng đồng hành với 5K TV. 5K TV, kênh thông tin chuyển động cùng Nhân Trạch. Xin chào và hẹn gặp lại.